Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cẩm nang Kiều bào của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay thì đã có hơn 6 triệu người sinh sống làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó có rất nhiều người gốc Việt vì nhiều lý do đã không còn quốc tịch Việt Nam. Vậy thì làm thế nào có thể nhập tịch Việt Nam? Thì đây cũng là trăn trở của rất nhiều kiều bào. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SP Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để có những tư vấn hữu ích. Vâng và xin chào luật sư, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào biên tập viên Thùy Trang và xin chào khán giả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng và kính thưa quý vị, trước khi vào phần trò chuyện chính, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin chính đáng chú ý trong tuần qua. Nhân dịp tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Prabowo Subianto tại thủ đô Jakarta, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN và một số cơ quan đại diện cùng cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã lắng nghe chia sẻ của các doanh nghiệp, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế, chính trị nổi bật giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Indonesia thời gian qua trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đề cập mối quan hệ với Indonesia, Phó Chủ tịch nước khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và trong khu vực ASEAN. Tiếp tục cam kết với chính phủ mới của Indonesia là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và mong muốn nâng mối quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã có buổi gặp mặt các đại biểu kiều bào là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng các đại biểu kiều bào đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 10, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn có chính sách chăm lo hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Các đại biểu kiều bào bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tiếp đoàn và luôn lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của bà con, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị của các ủy viên. Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng hành với bà con ta, sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến đổi mới công tác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng của bà con. Mới đây tại thành phố Richmond, tỉnh bang British Columbia, Canada, đã diễn ra đêm nhạc quyên tiền ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Bắc Việt Nam bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện hội Tennis Vancouver đã thông báo đến cộng đồng những hoạt động của hội và thông tin những thiệt hại của cơn bão số 3 vào tháng 9 vừa qua, đồng thời tiếp tục kêu gọi ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người gốc Việt tại khu vực Vancouver và vùng lân cận. Chương trình cũng có sự góp mặt của ca sĩ Lâm Vũ đến từ Việt Nam. Ngoài những tiết mục ca nhạc, thì chương trình còn tổ chức đấu giá rượu. Đây là phần quà của bà con người Việt ở Vancouver ủng hộ chương trình. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được hơn 60.000 đô la Canada, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này do các cá nhân, hội và các doanh nghiệp trực tiếp ủng hộ. Ban tổ chức chương trình sẽ sắp xếp trong tháng 11 sẽ về Việt Nam, trao số tiền này cho bà con bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua. Thưa quý vị, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư đã kết thúc tốt đẹp và hoàn thành tất cả nội dung và chương trình làm việc đề ra. Hội nghị chào đón 400 đại biểu kiều bào từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó có hơn 70 tham luận của kiều bào đóng góp nhiều ý kiến quý báu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính sách cho kiều bào trở về quê hương đầu tư sinh sống.
Với hơn 6,5 triệu kiều bào đang sinh sống tại rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào lúc nào cũng mang trong mình đau đớn một khát khao được cống hiến cho quê hương, đất nước. Tại Hội nghị Người Việt Nam Toàn Thế Giới lần thứ tư và Diễn đàn Chuyên gia Kiến thức Kiều bào năm 2024, đã có đến 5 phiên thảo luận bàn những vấn đề mà kiều bào quan tâm, rất nhiều những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị, những kinh nghiệm hoạt động cộng đồng. Gian gần đây tôi nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ từ nước ngoài trở về Việt Nam lập nghiệp, trong đó tất cả các bạn sinh ra ở nước ngoài đều đi có một sự dịch chuyển không nhỏ của trí thức từ nước ngoài về Việt Nam. Ở Sài Gòn hiện có gần 100 công ty startup và nhiều quỹ đầu tư bảo hiểm của các bạn Việt kiều, kiều bào trẻ, trong đó đa số về từ Hoa Kỳ. Để có thể phát huy khả năng của các bạn, tranh thủ những công nghệ mới mà các bạn sáng tạo ra, tôi đề nghị chính phủ nên áp dụng các cơ chế sandbox, tức là cho phép những thử nghiệm mà không đòi hỏi quá nhiều giấy phép. Bên cạnh đó, đề nghị chính phủ tạo điều kiện hơn nữa để các bạn trẻ kiều bào được thuận lợi trong việc xin quốc tịch, làm căn cước công dân, số hộ khẩu để có thể ổn định cuộc sống lâu dài ở Việt Nam. Điều này vô cùng quan trọng và tôi được biết là nhiều bạn kiều bào trẻ đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, đất nước trân quý tình cảm, thấu hiểu khi nghe tâm tư nguyện vọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của bà con kiều bào dành cho quê hương. Chúng ta luôn nỗ lực để nghe cho đến, thấy cho khắp tâm tư nguyện vọng của bà con. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn tạo điều kiện đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của bà con về đất đai, nhà cửa, quốc tịch, cư trú, giấy phép lao động, môi trường đầu tư kinh doanh, v.v. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã khẳng định là cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, rồi thể chế tạo thuận lợi cao nhất cho các cái hoạt động đóng góp xây dựng đất nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là mái nhà chung, là địa chỉ tin cậy của bà con kiều bào, là cầu nối đưa bà con về gần hơn với Tổ quốc. Các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, quyết liệt hành động, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có cơ chế, chính sách thuận lợi cho bà con, doanh nghiệp kiều bào đầu tư kinh doanh, hỗ trợ nhân dân trong nước. Vâng, và đầu tiên xin được chân thành cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, và câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành đến cho luật sư đó chính là, thưa luật sư, hiện nay thì kiều bào có vai trò như thế nào trong việc xây dựng và phát triển đất nước ạ? Hiện nay thì như chúng ta đã biết là Việt Nam đang xác định là một quốc gia mà đang ở trong cái kỷ nguyên đó là vươn mình và trở thành một cái quốc gia phát triển. Với cái tầm nhìn là 2045, có nghĩa là 100 năm ra đời của nước Việt Nam mới, thì Việt Nam sẽ trở thành một cái quốc gia phát triển. Vì vậy mà hiện nay Việt Nam sẽ huy động mọi cái nguồn lực để thực hiện cái mục tiêu lớn đó của dân tộc. Trong đó thì cái nguồn lực là các cái kiều bào, hay còn gọi là người Việt Nam mà ở nước ngoài, giữ một vai trò rất là quan trọng. Theo tôi được biết thì hiện nay có hàng triệu Việt kiều sống ở trên 130 quốc gia trên thế giới, và đây là một cái nguồn lực rất là lớn về kinh tế, về văn hóa và về khoa học kỹ thuật. Như chúng ta đã biết thì với cái nguồn lực của kiều bào, chúng ta có hàng triệu người ở nước ngoài, và kiều bào thì phần lớn là những cái người ra nước ngoài sinh sống, làm việc và đầu tư. Vì vậy mà cùng với cái trí thông minh và cái sự chăm chỉ
quyết liệt trong công việc, thì hàng năm kiều bào không chỉ là đóng góp cho cái sự phát triển của cái kinh tế ở cái quốc gia mà họ sinh sống, mà họ còn có một cái tiềm năng, đó là họ tiết kiệm tiền để có thể là gửi về Việt Nam để thực hiện các cái khoản đầu tư hoặc là chuyển kiều hối về Việt Nam. Thì chúng ta biết là hàng năm có hàng tỷ USD kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, và đó là một trong những cái nguồn lực, nguồn ngoại tệ rất là lớn để thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế xã hội và thúc đẩy cái hoạt động đầu tư. Vâng, và thưa luật sư, trong hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư vừa diễn ra, thì có một số kiều bào thì cũng mong muốn là nhập tịch về Việt Nam. Vậy thì luật sư có thể cho nhận định về vấn đề này ạ? Chúng ta biết là trong quá trình mà người Việt Nam ra sinh sống ở nước ngoài thì có một theo quy định của pháp luật nước sở tại, người ta chỉ yêu cầu, người ta yêu cầu đó là nguyên tắc một quốc tịch, có nghĩa là muốn mà nhập quốc tịch vào cái quốc gia sở tại thì phải từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam. Thế vì vậy mà trong một số các cái hoàn cảnh, một số cái điều kiện về pháp lý và lịch sử thì một số các cái kiều bào của chúng ta phải từ bỏ cái quốc tịch Việt Nam hoặc không còn quốc tịch Việt Nam nữa và gia nhập cái quốc tịch nơi mà họ sinh sống và làm việc. Tuy nhiên thì chúng ta biết là đối với lại người Việt Nam nói chung cũng như là bà con kiều bào, ai cũng có tinh thần là nhớ quê hương, nhớ đất nước. Và trong quá trình hành nghề luật sư của tôi gặp một số các cái nhà đầu tư là người lớn tuổi và ngay cả những cái bạn trẻ thì đều mong muốn đó là về Việt Nam sinh sống và kinh doanh và làm ăn. Và nếu mà đã về Việt Nam kinh doanh, sinh sống thì thuận lợi nhất là sẽ có được cái quốc tịch của Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà có quốc tịch Việt Nam thì được coi như là công dân Việt Nam rồi, và mọi cái điều kiện về an sinh rồi điều kiện về đầu tư, kinh doanh cũng rất là thuận lợi hơn. Ví dụ như là nếu mà bạn là người không có quốc tịch Việt Nam thì cái việc mà bạn lập công ty ở Việt Nam sẽ phải có theo cái thủ tục nó phức tạp hơn. Tuy nhiên là nếu mà là người có công dân Việt Nam thì gia nhập cái thị trường lập công ty thì tương đối là thuận lợi. Thế vì vậy mà theo quan điểm của tôi thì đây là một cái nguyện vọng rất là chính đáng của những cái người mà mong muốn trở về Việt Nam kinh doanh và sinh sống, và họ đã sinh sống và kinh doanh ở Việt Nam thì mong muốn là sẽ trở lại quốc tịch Việt Nam. Vậy thì luật sư có thể cho biết rằng là điều kiện nào để người Việt Nam ở nước ngoài có thể nhập tịch về Việt Nam ạ? Chúng ta sẽ phân chia làm hai trường hợp đối với lại người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam. Thì cái thủ tục và điều kiện nó khác với lại cái trường hợp thứ hai. Đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không còn quốc tịch Việt Nam. Thì tôi nêu cái điều kiện và cái thủ tục cho cái trường hợp thứ nhất, đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không còn còn quốc tịch Việt Nam thì sẽ tuân thủ các cái điều kiện như sau. Đó là theo quy định tại điều 13 của luật quốc tịch thì có quy định đó là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày luật này có hiệu lực vẫn được công nhận là công dân của Việt Nam. Và nếu mà không có các cái giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo cái điều 11, bao gồm giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc các cái quyết định liên quan đến quốc tịch như là nhập trở lại quốc tịch Việt Nam hoặc nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì những cái người này cần phải đăng ký với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài. Sau khi đăng ký, quốc tịch của những cái người này sẽ được xác nhận và những người này sẽ trở lại, sẽ được cấp cái hộ chiếu ở Việt Nam. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Còn đối với trường hợp thứ hai là đối với người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và không có quốc tịch Việt Nam thì theo quy định tại khoản 2 điều 19 của luật quốc tịch có quy định nêu rõ các trường hợp mà xin nhập cái quốc tịch Việt Nam
mà không phải có các cái điều kiện. Ví dụ như là đối với loại người nước ngoài mà muốn nhập cái quốc tịch Việt Nam thì luật quốc tịch quy định là phải có các điều kiện, đó là như là biết tiếng Việt để hòa nhập vào cái cộng đồng Việt Nam, đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến cái thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam, có khả năng bảo đảm về cái cuộc sống tại Việt Nam. Khi người xin nhập quốc tịch thuộc một trong các cái trường hợp sau đây thì có nghĩa là đây là áp dụng cho những cái người nước ngoài muốn nhập quốc tịch. Tuy nhiên thì đối với lại những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không có quốc tịch thì không phải áp dụng những cái điều kiện này, mà chỉ cần có cái điều kiện đó là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc là con đẻ của công dân Việt Nam và có công lao đặc biệt đóng góp cho cái sự phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì khi mà những cái người mà Việt Nam sinh sống ở nước ngoài mà không còn quốc tịch Việt Nam và không thường trú ở Việt Nam thì vẫn thuộc cái trường hợp là có điều kiện để xin nhập được cái quốc tịch Việt Nam. Thì đây là hai cái trường hợp mà tôi nêu. Vậy luật sư có thể cho biết rằng là vậy thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam thì có quy định như thế nào? Liên quan đến cái thủ tục cho cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không còn quốc tịch mà thực hiện các cái thủ tục để nhập lại cái quốc tịch Việt Nam thì tôi nêu ra các cái trình tự thủ tục như sau. Bước 1 đó là người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam thì nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cái Sở Tư pháp. Thứ hai đó là cái bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra cái tính hợp lệ và đầy đủ của các cái giấy tờ có trong hồ sơ. Cái bước thứ ba là Sở Tư pháp sẽ thẩm tra và chuyển cái hồ sơ xác minh trong cái thời hạn là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ cái hồ sơ hợp lệ, thì Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan công an thành phố, tỉnh xác minh về cái nhân thân của người có cái nguyện vọng nhập quốc tịch ở Việt Nam. Tiếp đó là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được cái đề nghị của Sở Tư pháp thì công an cấp tỉnh sẽ xác minh và gửi kết quả về Sở Tư pháp. Và trong thời gian này thì Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra cái giấy tờ trong hồ sơ để đề nghị nhập tịch của Việt Nam. Và cái bước 4 đó là Bộ Tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết. Và đối với lại người có nguyện vọng nhập cái quốc tịch Việt Nam không thuộc trường hợp được giữ quốc tịch nước ngoài và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được cái đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở tỉnh, thành phố thì Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra lại hồ sơ và nếu xét thấy đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi văn bản thông báo cho người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam để làm cái thủ tục thôi cái quốc tịch nước ngoài. Và trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét và quyết định. Và đối với người có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam thuộc cái trường hợp được giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được cái đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thì Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy có cái đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chủ tịch nước xem xét và quyết định. Và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ thì Chủ tịch nước sẽ xem xét và quyết định. Và trường hợp mà hồ sơ không đủ điều kiện cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc là không được Chủ tịch nước đồng ý cho nhập quốc tịch Việt Nam thì Bộ Tư pháp cũng có thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp để thông báo cho người nộp hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam. Cái bước cuối cùng là bước 5 là Bộ thông báo cái kết quả, Bộ Tư pháp sẽ thông báo cái kết quả giải quyết. Đó là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được cái quyết định của Chủ tịch nước cho nhập cái quốc tịch Việt Nam thì Bộ Tư pháp sẽ gửi cho người nhập quốc tịch Việt Nam bản sao cái quyết định và kèm theo là trích sao cái danh sách và gửi Sở Tư pháp theo dõi, quản lý và thống kê các cái việc đã giải quyết về quốc tịch. Và cái bước tiếp theo là người đề nghị căn cứ cái ngày hẹn trên biên bản nhận cái kết quả giải quyết bộ phận là tiếp nhận và trả hồ sơ ở Sở Tư pháp. Thì trên đây là những cái trình tự các cái thủ tục để
người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không còn quốc tịch Việt Nam xin nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy thì theo luật sư thì là không biết là đến thời điểm này thì không biết là còn có những trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài nào mà vẫn không được nhập quốc tịch Việt Nam ạ? Trong cái điều kiện, cái trường hợp thì ngoài các quy định của luật thì có một cái quy định mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng hết sức là lưu ý. Đó là trong một số các cái trường hợp nếu mà các cái cơ quan chức năng của Việt Nam cho rằng cái việc nhập quốc tịch có thể gây phương hại đến quyền cũng như là lợi ích của Việt Nam, thì trong nhiều trường hợp thì các cái cơ quan chức năng của Việt Nam có quyền là từ chối cấp cái quốc tịch cho những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Phương hại đến cái lợi ích của phương hại đến cái lợi ích quốc gia của Việt Nam thì cơ quan chức năng Việt Nam sẽ từ chối cho trở lại quốc tịch Việt Nam. Vâng, và thưa luật sư thì có nhiều ý kiến kiến nghị rằng là việc xin nhập tịch Việt Nam thì đồng thời vẫn giữ quốc tịch ở nước ngoài. Điều này mang tính đột phá về quyết sách để tạo thuận lợi cho kiều bào đầu tư kinh doanh. Vậy thì luật sư có suy nghĩ và quan điểm như thế nào ạ? Chúng ta biết là hiện nay có một cái điều kiện, đó là rất nhiều các cái bà con kiều bào ở trên các cái quốc gia trên thế giới vẫn còn những cái cơ sở kinh doanh, vẫn còn hoạt động ở những cái quốc gia đó, và họ vẫn có nhu cầu giữ cái quốc tịch của những cái quốc gia mà họ đang sinh sống. Tuy nhiên thì họ cũng có nhu cầu là trở lại cái quốc tịch Việt Nam để cũng tạo điều kiện thuận lợi để trong quá trình là nhập cảnh, đi lại về Việt Nam, rồi đầu tư kinh doanh, rồi mua bất động sản. Thì vì vậy mà tôi nghĩ là nên chăng các cái cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu lại các cái điều kiện này để đưa ra những cái quy định một cách phù hợp hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng cái điều kiện là người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam thì phải từ bỏ cái quốc tịch của họ để nhập quốc tịch Việt Nam, vì nguyên tắc là một quốc tịch. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh, cái điều kiện của Việt Nam có nhiều bà con ở nước ngoài như Việt Nam thì chúng ta có nên áp dụng cái nguyên tắc đó là hai quốc tịch, có nghĩa là đối với lại những cái bà con mà muốn trở lại hồi hương, muốn nhập quốc tịch Việt Nam nhưng mà do cái điều kiện họ vẫn phải giữ cái quốc tịch nước ngoài, thì chúng ta có thể chấp nhận cái nguyên tắc hai quốc tịch cho họ để tạo thuận lợi và cho bà con. Thì tôi nghĩ là cái này sẽ phải cần phải có một cái nghiên cứu rất là cụ thể, rồi lấy ý kiến của các cái cơ quan chức năng, và đặc biệt là có cái thống kê, có cái lấy ý kiến tham khảo thêm của những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sau đó thì chúng ta mới quyết định. Chứ còn theo ý kiến cá nhân của tôi thì chúng ta có thể áp dụng cái nguyên tắc hai quốc tịch cho những cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và nếu mà tôi nghĩ là nếu mà áp dụng được cái nguyên tắc này thì rất nhiều bà con hiện nay đang giữ quốc tịch, ví dụ như là ở Mỹ, Pháp hoặc là những cái quốc gia khác sẽ tiếp tục là xin gia nhập cái quốc tịch của Việt Nam bên cạnh cái quốc tịch ở nước ngoài. Vâng, và thưa quý vị, những chia sẻ hữu ích vừa rồi của luật sư Nguyễn Thanh Hà đã phần nào giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về những điều kiện để nhập tịch Việt Nam. Và để tiếp tục chương trình, thông qua email cẩmnangkioubao.vtc10a@gmail.com, chúng tôi cũng đã nhận được một vài câu hỏi nhờ luật sư giải đáp như sau. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ một vị khán giả, đó chính là: thưa luật sư, em là người gốc Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Đức. Hiện bố mẹ đã già và có nguyện vọng về Việt Nam sinh sống. Vậy để làm thủ tục nhập tịch về Việt Nam, tôi có cần về Việt Nam làm thủ tục hay chỉ cần làm thủ tục gửi đến đại sứ quán hay các cơ quan ngoại giao? Vâng ạ, xin mời luật sư ạ. Theo quy định là bố mẹ bạn thì đang sinh sống tại Đức, và có thể là bạn không nói là có còn quốc tịch Việt Nam hay là không còn cái quốc tịch Việt Nam như tôi đã phân tích. Tuy nhiên thì trong những trường hợp của bạn thì bạn phải trở về Việt Nam và liên hệ với lại các cái cơ quan chức năng của Việt Nam, đầu mối đó là Sở Tư pháp, để được hướng dẫn về các cái thủ tục, các cái điều kiện
để được nhập lại cái quốc tịch Việt Nam. Ví dụ như là bố mẹ bạn mà còn giữ được quốc tịch Việt Nam thì sẽ có cái thủ tục và cái điều kiện khác. Còn nếu mà trong trường hợp mà bố mẹ bạn không còn quốc tịch Việt Nam thì liên hệ với Sở Tư pháp để được hướng dẫn về cái thủ tục nhập lại quốc tịch Việt Nam. Và câu hỏi thứ hai mà chúng tôi nhận được từ một vị khán giả, đó chính là: thưa luật sư, tôi đang sinh sống và làm việc tại Anh. Tôi hiện vẫn còn quốc tịch Việt Nam, các con đang mang quốc tịch Anh. Vậy để làm thế nào cho các con nhập thêm quốc tịch Việt Nam vì nước Anh cho phép công dân mang nhiều quốc tịch ạ? Chúng ta biết là như trường hợp của bạn thì bạn còn quốc tịch Việt Nam và có quốc tịch Anh, nhưng mà con cái bạn thì chỉ có quốc tịch Anh. Thế vì vậy mà theo quy định của pháp luật Việt Nam là chúng ta luật quốc tịch Việt Nam là chỉ chấp nhận nguyên tắc là một quốc tịch. Thế vì vậy mà con cái bạn mà muốn trở lại có quốc tịch ở Việt Nam thì vẫn bắt buộc là phải từ bỏ cái quốc tịch Anh và chỉ có thể giữ được cái quốc tịch Việt Nam thôi. Thì vì vậy mà trong trường hợp này thì theo quan điểm của tôi thì con cái bạn vẫn đang sinh sống ở Anh và bạn cũng đang sinh sống tại Anh thì tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập thì chúng ta có thể là vẫn giữ lại cái quốc tịch Anh. Tuy nhiên thì khi mà con cái bạn lớn lên mong muốn về Việt Nam khởi nghiệp hoặc là kinh doanh thì lúc đấy sẽ xem xét lại cái thủ tục, đó là xin gia nhập cái quốc tịch Việt Nam và phải từ bỏ cái quốc tịch Anh. Vâng, và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Và kính thưa quý vị, để hỗ trợ kiều bào và quý vị khán giả gửi câu hỏi và vấn đề quan tâm về địa chỉ cẩm nang kiều bào vtc10a@gmail.com hoặc địa chỉ kênh VTC10 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và trước khi khép lại chương trình cẩm nang kiều bào, kính mời quý vị cùng theo dõi phần nhịp cầu kết nối của chúng tôi. Một, chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định VFTA. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 131/2024/NĐ-CP, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nhà nước Israel giai đoạn 2024-2027. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hơn 11.000 dòng hàng. Thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số mặt hàng thuộc nhóm hàng 0407, 1701, 2401, 2501 và natri clorua tinh khiết. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10/2024 đến hết ngày 31 tháng 12/2027. 2. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2024, Cục Công Thương địa phương tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024. Hội chợ dự kiến có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, sẽ giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn và tạo ra cơ hội cho các cơ sở quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp và tri ân khách hàng. Hội chợ triển lãm cũng là cơ hội cho người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn tiêu dùng thông minh trong nền kinh tế hàng hóa đa dạng như hiện nay. Hội chợ cũng nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng các sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, từng bước xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường khu vực thế giới. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cẩm nang kiều bào ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.